Đây là video mới nha mọi người. Anh em tôi đang nướng gà thì phát hiện ra một con ổ ong ruồi. Bảo dành vô. Bảo kim phong ba sát phong lên đàn, vào sang ống trong tình trạng. Dành nè. Mày thấy không? Đó, ong ruồi thấy không nè. Ồ gì dữ đoan. Chết không dành. Mịt quá, anh rửa cơn cơ bảo. Bảo ơi, dân kia bảo ơi. Đây. Đuổi gì kìa. Đuổi cưa hả? Nó quánh mà nó chích nó đậu được sao. Rồi bảo ơi, có cái thuốc không? Bọc hai ba cái thuốc lượng để bảo thà trong nó luôn. Rồi ông bự nè, ông gì nè. Ông bầu hả? Quánh vậy, anh em dẹp được trước nha. Ông rùi chết đâu có sao đâu, chết nó vỏ kim không mà, chúng gỡ ra, gỡ kim mới đang đập gai vậy mà. Cao vậy bắt được nha. Anh em tôi giờ đang tìm cách phá mọi người. Cưa, nãy nó cưa nhỏ luôn. Thấy rồi, cưa đó à. Dù mà có quánh tao, tao cũng không dám nhảy nữa. Đau hơn đau dưới hả? Mà thường đa số là biết cái gì gọi là phản xạ. Khi mà đụng cái gì cái phản xạ bay liền. Ông có gì đóng đây ông đực hả? Ông cái bự lắm này có ông đực ta. Năm rồi không có, năm nay không có ta. Thôi cứ nhẹ ra không? Không có khâu nó quánh em liền. Thuốc đâu bảo. Cho đại ca đi thuốc, hai đứa thuốc luôn, ba đứa thuốc luôn. Bà bập cho đã, bà bập đâu. Ông chưa xỉn, mình xỉn trước là té trước rồi. Thôi đang ông đang rung chuyển mọi người. Ông đang rung. Gọi là gà nướng ông mặt. Sao nãy không dép trời. Có tính vô đây đâu bác. Cái này đi cho anh em phải mang dài chứ em. Nhưng mà dép vô vậy là chết luôn á. Gai không, gai may, lúc gai may nữa kiếm vàng nữa. Lúc ông bầu mua mua bê 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 với dê mày kìa. Họ ông cái nó dê kìa. Bánh mai nằm luôn hả? Thằng Túc cái đầu ghê rồi nè. Thỏi, tao gió tao hả? Thế khó khăn quá, cưa vậy cho ông Bảo, vậy cưa cái ông Bảo. Thế nào ông Bảo, rất khó khăn là tao rớt luôn á. Xong, trời ơi, mấy ngu chứ, cứ đặt ốp, đặt về thần cũng đặt, đặt về hột nữa chứ. Đúng rồi. Ừ ơi. Phát được. Được đầu thòi tới ổ là cái xỉn mẹ mày còn điếu hết đâu. Cưa đi, cưa dạy bạn bạn cưa từ từ đi. Vậy là đây cưa đường xá thuận tiện mà, vô mới giao thông vận tải nó mới chuyển chuyển hàng hóa đó rồi chứ. Tao nói không ông tao không lên luôn á. Cưa luôn. Đổi xuống đổi bài thang luôn. Đừng nghe đứng khó đứng lắm. Thang nghịch nó chứ đứng bề sóng mình lặn đứng bề nước bề sóng. Và bắt ong quá không cần. Này có cái tiểu con nữa rồi. Bù một chỗ này nhộng. Cung lửa à? Nám mặt là chà bá nám nữa, hôm nay vũ trắng nám rồi nữa.
Hương dầu hoa, dầu hoa mà không phải dầu ấy, dầu không phải tổn thương miệng nha, ngậm vô cái miệng không bị bình thường nha. Ừ, ba gặp ba cái xăng mà ngậm vô miệng chút lỡ lét luôn á. Mà Thái Lan nướng lâu quá, mọi người clip đến đây mình tạm ngừng chút, anh em phá đường xong xuôi cái mình đẩy tiếp. Chứ giờ quay nữa chứ cũng nửa tiếng nữa mọi người.